Vì anh rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Vòng Nguyệt Quế. Thưa quý vị, trong số những chương trình phát sóng trước thì chúng ta đã được gặp gỡ với những tài năng thể thao Việt Nam, với những vận động viên vang bóng một thời, lắng nghe những câu chuyện của họ cũng như là nghe những chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ và kinh nghiệm thi đấu thành công ở trên đấu trường thể thao trong nước và quốc tế. Và nhân vật ngày hôm nay sẽ xuất hiện trong chương trình Vòng Nguyệt Quế vì anh tin chắc sẽ đem đến cho quý vị nhiều điều thú vị. Và xin được giới thiệu đến quý vị, đó chính là vận động viên bơi lội Võ Huỳnh Anh Khoa, một trong những gương mặt quen thuộc của thể thao Việt Nam tại các kỳ Paragames. Xin chào Khoa. Chào quý khán giả, chào chị Việt Anh. Khoa này, trước khi bắt đầu câu chuyện thì cho phép Việt Anh xin được thông tin đến quý vị khán giả một chút, là một số thông tin mà báo chí đã viết về Khoa trong thời gian vừa qua là ở tuổi 12 thì Khoa đã đoạt được 6 huy chương vàng ở giải tiền Paragames 2003. Tuy nhiên là lúc đó do chưa đủ tuổi tham dự nên là không thể góp mặt ở tại Paragames 2003 và 2005. Phải đến Paragames năm 2007 ở Thái Lan thì Khoa mới được tham dự, và ngay khi tham dự lần đầu tiên thì đã đoạt được 3 huy chương vàng cá nhân, 1 huy chương vàng và 1 huy chương đồng đồng đội. Năm 2006 thì Khoa giành thêm 3 huy chương vàng giải toàn quốc, 2 huy chương vàng và 1 huy chương bạc tại Facebook Game Malaysia và được bình chọn là vận động viên xuất sắc và vân vân và vân vân, còn rất nhiều những thành tích nữa. Tóm lại là trong sự nghiệp thi đấu của bạn thì bạn đã giành được rất nhiều những tấm huy chương vàng cũng như là những vinh dự được tặng bằng khen, huân chương lao động rồi danh hiệu vận động viên xuất sắc tiêu biểu. Vậy thì có một điều vì anh muốn hỏi là trong tất cả những gì mà như vì anh đã vừa liệt kê đó thì điều gì là có ý nghĩa nhất với bạn? Thật sự điều mà có ý nghĩa nhất với em là tấm huy chương vàng đầu tiên tại Facebook Game ở Malaysia. Vì sao? Thật sự là tại vì cái giải đó trên tinh thần mình đi là lúc đó em chỉ mới 15 tuổi, đi là để học hỏi là chính chứ thật sự không có nghĩ là mình sẽ đạt được bất cứ một cái gì hết. Lúc mà em đạt được cái huy chương đầu tiên thì em cũng vui vì là mình làm được nhiều hơn những gì mình nghĩ. Vậy theo bạn thì những yếu tố nào đã làm nên thành công cho bạn? Những yếu tố mà làm nên thành công cho em là gia đình và thầy cô, những người đã động viên em ở bên em trong những lúc khó khăn nhất. Và cả nỗ lực của bạn nữa chứ. Dạ, em nghĩ chắc nỗ lực cũng là một phần thôi, nhưng mà cũng phải có người ở đằng sau hỗ trợ thì mình mới được vậy. Vì anh được biết là bạn bị một căn bệnh mà mắc từ lúc nhỏ, đó là ung thư. Dạ. Vậy thì lúc đó là năm bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, em bị năm ung thư lần đầu tiên mà em phát hiện ra là em mới 6 tuổi. Ung thư gì? Bú ngoài màng tủy hay còn gọi là ung thư cục sống. Rồi lúc đó khi mà biết cái căn bệnh như vậy, lúc đó thì tuổi còn nhỏ, đúng không? Vậy thì gia đình của mình như thế nào để chữa trị? Dạ, thực sự thì lúc đó em còn nhỏ nên em không để ý gì tới bệnh tình của mình, em cứ nghĩ là bị bình thường thôi. Còn gia đình thì thực sự bố mẹ thì cũng không có nói nhiều tới vấn đề đó. Tại vì lúc đó bố mẹ có nói là bác sĩ có nói là giờ cứ cố gắng hết sức. Chứ hiện giờ cái ca của em là thuộc dạng khó, khả năng qua khỏi là không có. Cứ cố gắng chữa trị thôi, nếu được thì tốt, còn không được thì thôi. Kêu bố mẹ là chuẩn bị tinh thần sẵn đi. Rồi lúc đó bố mẹ như thế nào? Thì thực sự bố mẹ thì vẫn là một người mẹ ở bên em suốt ngày quan tâm cho em, lo cho em. Ở trong bệnh viện, mẹ em ở trong bệnh viện 30 ngày thì mẹ ở trong bệnh viện 30 ngày chung với em. Còn bố thì bố làm tài xế lái xe mà chị, thì bố ta lái tới tối xong bố chạy vô bệnh viện, bố thăm em, bố ở với em trong đó. Rồi tới sáng bố chạy ra ngược lại bố đi làm, là coi như bố mẹ là không ít khi nào về nhà, cứ suốt ngày ở bên em vậy thôi. Vậy thì em nằm trong bệnh viện đó khoảng bao nhiêu lâu? Dạ, em nằm trong bệnh viện, mỗi bệnh viện em nằm khoảng một tháng. Mỗi bệnh viện? Dạ. Là phải di chuyển bệnh viện liên tục dạ, theo cái phác đồ điều trị hay sao? Dạ không, là tại lúc đầu á, là lúc mà chưa phát hiện ra là bị ung thư, là lúc đó là em bắt đầu bị yếu chi, từ từ bắt đầu bị liệt. Thì là vô chấn thương chỉnh hình, thì lúc đó em bị cục bú nó chèn lên sợi dây thần kinh. Không thể nào ngồi thẳng gì được, chỉ phải cong cong, nằm cũng vậy. Nên đi vào chổng thì bác sĩ kêu là đi chụp MRI. Mà đi chụp MRI thì cái lưng em nó cong, nó không thể nào chụp được. Nên phải đợi, thì đến một ngày kia chắc cũng trời thương hay sao, mấy em nằm thẳng được ra được. Thì bắt đầu mới đi chụp MRI mới phát hiện là bị có khối u trong cột sống.
bác sĩ mới chuyển gấp qua bệnh viện Chợ Rẫy mổ mổ gấp. Thì bắt đầu lúc đó là em chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy, em nằm nằm mổ xong thì đợi lành vết mổ rồi bác sĩ mới chuyển về ung bướu để tiến hành điều trị ung thư. Thì như em nói lúc đó 6 tuổi thì mình vẫn còn nhỏ, nhưng mà chắc lúc đó em cũng đã nhận ra được cái sự khác biệt của em so với những bạn bè đồng trang lứa đúng không? Lúc đó có cái suy nghĩ gì không? Thực sự thì lúc nhỏ em ngây thơ lắm, em không biết gì hết á. Tới năm lớp 7 em mới thực sự biết là hai chân mình bị tật, mình mới bị yếu hơn so với người ta, chứ từ năm cấp 1 trở lên là em không biết gì hết, em cứ nghĩ em như bình thường vậy, cứ chạy giỡn rồi như bình thường. Mình nghĩ ủa sao mình cũng như nó mà sao mình chạy không lại nó kia, cứ đá banh này nọ mình. Vậy rồi khi mà cái cơ thể yếu như vậy rồi vì sao mà lại đến với bơi lội? Dạ thì tại lúc đầu là bị liệt, lúc mà 5 6 tuổi là mổ xong là bắt đầu em bị liệt, thì em mới đi tập vật lý trị liệu. Thì bác sĩ vật lý trị liệu mới nói là tập trên cạn, cơ thể em yếu quá, tập trên cạn dễ dẫn đến chấn thương lắm, thì mới nói với mẹ em là thôi giờ cho em xuống nước đi, tập trị liệu ở dưới nước thì nó vẫn tốt hơn là tập trên cạn. Thì bắt đầu từ đó thì chiều bắt đầu chiều chiều là mẹ em mới cõng em đi ra hồ bơi Đại Đồng bơi. Cổng em. Cõng ra hồ bơi Đại Đồng để chơi dọc nước rồi thôi, lúc đầu cũng chỉ dọc nước rồi thôi. Rồi cái thầy Minh ở hồ bơi Đại Đồng mới thấy em với chị em đó hoài, nên thầy Minh mới nhận dạy em với chị em luôn, là em bắt đầu tập bơi từ lúc đó. Nhưng mà khi đó thì tập bơi chỉ với một cái mục đích là tập vật lý trị liệu để cho cơ thể của mình nó có thể thích ứng và có thể vận động được thôi đúng không? Dạ, tập là lúc đó chỉ cho cơ thể mình nó giống như nó phát triển lại, chứ nó lúc đầu em cũng không nghĩ là em theo bơi. Rồi hàng ngày mẹ cứ cõng đi đến hồ bơi Đại Đồng như vậy. Dạ, cứ ngày hàng ngày mẹ cứ cõng tới tập xong mẹ cõng về cứ vậy. Còn không, nếu mà bữa nào mẹ bận thì chị em sẽ là người cõng em đi. Thực sự là đúng là như em nói là cái thành công của em ngày hôm nay thì có một phần rất lớn từ phía gia đình đúng không? Nhiều người ủng hộ và hỗ trợ em rất là nhiều. Vậy thì em có còn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên mà mình xuống nước không? Nó như thế nào? Lúc đó là em đã thích nước hay chưa hay là như thế nào? Thật sự cảm giác đầu tiên lúc mà em xuống nước thì em thích lắm, tại vì á lúc trên bờ em nói chị chứ trên cạn em nói chị chứ chân em đâu có hoạt động được, lúc đó là em dựng liệt là em đâu có hoạt động được. Nhưng mà xuống nước á thì em thấy người em nó nổi lềnh bềnh nha, em thấy giống như nó không có bị một cái vật cản gì để mình có thể hoạt động á, em cảm thấy thích lắm. Nhưng mà từ cái việc mà mình chỉ tập nhẹ để mà tập vật lý trị liệu như vậy cho đến cái việc mà em sau này em có thể tham gia thi đấu bơi lội tranh tài ở các giải quốc tế thì chắc chắn là nó sẽ có một cái quá trình. Vậy thì tại sao? Cơ duyên nào mà để mà mình gắn bó với bơi lội như vậy? Lúc mà tập lên á chị thì bắt đầu là lúc mình tập á thì mình cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nó ổn định, nó khỏe trở lại. Thì lúc mà tập về á thì em cũng có thể bắt đầu bước đi từ từ lại được, giống như em dịnh những cái đồ vật ở trong nhà để em đi vòng vòng nhà, thì lúc đầu đi cũng có té hay nọ nhưng mà lúc cũng từ từ cũng đi lại được. Xong rồi em cảm thấy á là bơi á thì nó giúp cơ thể em trở có sức khỏe hơn để chống chọi được với bệnh, nên là em theo tập bơi luôn. Nhưng mà thật ra ngay cả đối với những người bình thường, ví dụ như tôi chẳng hạn, thì bản thân thì tôi cũng rất là thích bơi lội và tôi cũng được gọi là người biết bơi đấy. Nhưng mà cái vấn đề để mà mình có thể bơi thuần thục thì không phải ai cũng làm được. Còn như bạn thì dù sao thì bạn cũng có những cái khiếm khuyết ở trên cơ thể. Cho dù là xuống nước thì mọi hoạt động nó sẽ dễ dàng hơn trên cạn đó. Nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ gặp những cái khó khăn, những cái trở ngại. Vậy thì những cái khó khăn đó là gì và tại sao nó lại càng nung nấu cho bạn thêm cái niềm đam mê gắn bó với bơi lội? Có lúc nào mà bạn cảm thấy nản chí hay không? Thật sự thì nếu tính ra hồi đó giờ khó khăn cũng nhiều lắm, nhưng mà nản chí thì không. Thật sự là tại vì những người khuyết tật như em đi thì có một cái quan niệm là nếu mà bạn làm được thì tôi cũng làm được, không phải là bạn làm được là tôi không bao giờ tôi làm được. Em nói chị thí dụ như những lúc đầu mà tập bê ếch thì hai chân người ta phải bẻ ra người ta mới đạp được, còn như em bẻ được có một chân, là chân kia em đâu có bẻ được, tại thật sự cái chân trái của em nó vẫn yếu hơn cái chân phải. Em có thể điều khiển chân phải dễ dàng nhưng mà nó vẫn yếu hơn so với người bình thường.
là lúc mà co trên bẻ thì em bẻ được, nhưng mà tới chân trái thì em hoàn toàn không có thể không điều khiển được nó. Ở dưới nước là em không hoàn toàn điều khiển được cái chân trái của em. Nhưng mà mình, nếu mình thấy người ta bơi được thì mình vẫn cố gắng mình đạp một chân để mình bơi về tới. Ừ. Như bạn nói thì cái lúc mà mình mắc bệnh như vậy là cái cột sống của mình là nó bị cong luôn hả? Dạ không, thực sự cột sống của em là lúc mà mổ ra thì nó yếu. Ừ. Nên bác sĩ bắt buộc là phải cho em một cái nẹp sắt. Ừ. Để em nẹp, thì em đeo cái nẹp sắt đó cũng khoảng 3 năm. Ừ. Nó lúc mà mổ ra thì nó cục ú lúc mà nó đè lên sợi dây thần kinh đó là nó làm ảnh hưởng tới hai chân luôn. Nhưng mà chân trái nó bị nhiều hơn chân phải. Ừ. Vậy thì đến khi nào là bạn cảm thấy thực sự là mình không thể nào mà mình thiếu bơi lội được? Đến khi nào mà bạn mới cảm nhận được là thể thao đã thay đổi cuộc đời của bạn? Thực sự là lúc đầu là tới năm lớp 4, năm lớp 4 là bắt đầu em được chuyển lên trên ý kiêm tập. Ừ. Thì trên đó có bạn bè này nọ, trên đó có cái một nó như một cái môi trường khác đối với mình. Thì trên trển em cũng thích tập hơn này, nên em cái môi trường nó phù hợp với mình, để giống như mình, người ta không có coi mình là một người khuyết tật. Ừ. Mà người ta coi mình là một cái vận động viên để tập luyện, nên em thích từ đó. Ừ. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện của Võ Huỳnh Anh Khoa sau khi khán giả sẽ xem một đoạn phim ngắn sau đây. Câu chuyện kể lại con đường trở thành nhà vô địch quốc gia Đông Nam Á và châu Á của Anh Khoa cũng chính là con đường vượt lên số phận đầy thử thách. Sinh ra trong gia đình có 5 chị em và cậu em Út cũng phá phách, chạy nhảy, vui đùa như bao trẻ em khác. Nhưng đến năm 7 tuổi, số phận dường như đã quay mặt với gia đình nhỏ bé và hạnh phúc này. Bố ung thư phát triển ngay trên cột sống của cậu bé hiếu động, thích chơi bóng đá này, buộc bác sĩ phải phẫu thuật để cắt bỏ, giữ lại mạng sống cho em. Di chứng để lại là chân của anh Khoa đã không thể phát triển bình thường. Thương con, người mẹ đã tìm mọi cách để Khoa được trở lại cuộc sống như bình thường. Bên vật lý trị liệu của bên Bệnh viện Nhi Đồng 1 đó. Yeah. À, cô nói là phải cho em nó về nó tập luyện thì nó mới bắt đầu, nó mới có thể hoạt động được hai cái chân, nếu không là nó liệt luôn. Nhưng mà về chạy điện thì nhờ cái cô kia, cô chạy điện giùm. Chạy điện cho em hai cái chân rồi tập cho em đi. Rồi em đi cũng không được, cái thôi mới ra ngoài cũng vừa ấy rồi nghe lời cô đó là đi bơi luôn. Bơi là môn thể thao phát triển toàn diện. Làn nước trong xanh dịu mát có tác dụng nâng đỡ, nhẹ nhàng, giúp chúng ta thư giãn, giải tỏa bớt căng thẳng. Với anh Khoa và gia đình, bơi lội không chỉ giúp em phục hồi được phần nào những hoạt động của cơ bắp đôi chân, mà còn mang đến cho em một con đường mới trong lúc phải chấp nhận số phận kém may mắn. Thì có đi bơi lên á, cái sao thấy em nó đi được, nó nói trời ơi mừng quá, ủa sao mà anh Khoa nó đi được kìa, cái là mới nghĩ ra tại vì cô kêu mình phải bơi cho em nó bơi thì nó mới phục hồi được cái chân. Đó. Nói chung là bất cứ cái gì mà anh Khoa mà được cái gì là mừng vậy đó. Ở ngoài Hà Nội lần đầu tiên đó, năm mà em 13 tuổi đó, em đi thi ở ngoài đó. Trời ơi, nhìn ai sao cũng lớn hết trơn. Chú nào chú nấy cũng già hết à. Mà sao con mình có chút xíu vậy hả? Rồi sao mà thi với người ta được, người ta người nào cũng cao vậy nè. Còn con mình có chút xíu à. Làm sao mà lấy đi huy chương được. Cứ nghĩ vậy à. Trời ơi, làm sao mà lấy, trời ơi. Cái này chắc đi chơi thôi chứ mất cỡ thôi em này, chứ không có làm gì được hết á. Ra cái được 6 vàng 1 bạc, trời mừng. Kể từ giải đấu đầu tiên khi anh Khoa bắt đầu cho thấy khả năng của mình, ba Phát luôn theo con từng bước. Hai mẹ con đã cùng trải qua hầu hết các giải đấu trong nước đến quốc tế. Nhìn vào bảng thành tích của con cứ ngày một dày lên, chẳng có người mẹ nào là không vui. Anh Khoa trở thành một trong những vận động viên xuất sắc nhất của bơi lội khu vực hạng thương tật S9. Nhưng với bà Phát và gia đình, niềm vui lớn nhất chính là cho con được một bài học về ý chí phấn đấu, không bi lụy, khuất phục trước số phận.
hai lần được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 là những ghi nhận rõ ràng nhất cho những gì mà anh Khoa mang về cho thành tích thể thao người khuyết tật Việt Nam. Vượt lên trên tất cả những thành tích đó là câu chuyện về tình thương, ý nghĩa và cả những tác dụng to lớn của thể thao mà chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu được sự kỳ diệu của nó. Phần đầu vì anh cũng đã giới thiệu là Võ Huỳnh Anh Khoa bắt đầu tham gia giải tiền Paragame là từ năm 12 tuổi. Vậy thì khi mà tham gia thi đấu ở lứa tuổi còn nhỏ như vậy thì nó có cái điều gì áp lực lên bạn hay không? Dạ, thì cái năm đó lúc đầu em cũng không nghĩ là mình được thi cái giải đó. Tại vì may mắn là thầy Ngọc huấn luyện em ở bên IQ thì có quen với thầy Viễn. Ở bên Tân Bình thì thầy Viễn làm về cái mảng khuyết tật. Thì thầy Ngọc mới đưa em qua bên thầy Diễn kêu là dắt em đi thi đấu thử. Thì vô khám thương tật thì lúc đầu bác sĩ cũng không đồng ý, nhưng mà khúc sau bác sĩ cũng đồng ý là hạng thương tật của mình. Rồi lúc mà em đi thi đấu á, thì mình cảm thấy mình đã vậy rồi nhưng mà còn nhiều người bị nặng hơn mình nữa. Mà lúc đó thật sự em là một trong những người nhỏ nhất cái giải đó. Ra thi đấu thì mình cũng thấy hơi bị ngợp, là tại vì ai cũng lớn, thực sự lớn tuổi, tại vì lúc trong ở trong thành phố mình thi cái giải mà lứa tuổi thì bằng mình hết, còn ra ngoài ai cũng ham mấy 30, mình nghĩ sao mình bơi lại được. Nhưng mà lúc mà giành được những cái huy chương đó thì mình cũng thấy là vui, tại vì thi đấu giải đầu tiên mà được vậy là vui. Đến 6 huy chương vàng lận mà, đúng không? Yeah. Vậy thì như Khoa cũng nói thì mẹ, những người thân bên gia đình thì luôn ở bên cạnh Khoa. Vậy thì Khoa khi mà bắt đầu cái quá trình tập luyện và thi đấu cùng với đội như vậy á, thì ai là người luôn ở bên Khoa lo lắng chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho Khoa? Dạ, mẹ là người luôn luôn ở bên... Vẫn là mẹ. Tại vì thật sự là trong mẹ luôn luôn nghĩ em là một đứa con nít. Nên lúc nào mẹ cũng phải đi theo, quan tâm, chăm sóc. Với lại thực sự cái bệnh của em là chỉ có mẹ biết. Mẹ biết được là nó sẽ bị gì, nó sẽ đi tới đâu. Nên mẹ luôn luôn ở bên em, lo cho em từng ly từng tí để cho em đảm bảo sức khỏe thi đấu với tập luyện. Ví dụ đi, có thể là, có nghĩa là mẹ nhìn Khoa như thế nào thì mẹ sẽ biết là... Dạ. Ví dụ? Ví dụ như mẹ nhìn, tại vì cái lưng của em thực sự nó cũng không có ổn cho lắm. Nên những cái động tác thí dụ như đi đứng hoặc là cái chân của em nó bị lật này nọ thì mẹ nhìn mẹ cũng sẽ biết được là cơ thể em lúc đó nó yếu. Thì về mẹ sẽ cho em ăn uống, rồi bác em nghỉ ngơi hoặc là cho uống thuốc này nọ để nó ổn định lại. Vậy hai mẹ con có thường tâm sự với nhau những cái buồn vui trong cuộc sống và cả trong những khi mà thi đấu tập luyện không? Thật sự cũng ít lắm chị, tại vì em vận động viên thì tối mới bị bắt ngủ sớm, còn mẹ thì lúc nào mẹ cũng phải thức khuya dậy sớm. Em thì ngủ sớm dậy trễ. Nên nói chung mẹ con thì ở bên nhau nhưng cũng ít khi nói về những chuyện đó. Nhưng mà những cái sự chăm sóc chu đáo ân cần của mẹ thì nó cũng đã thay cho mọi lời nói rồi, đúng không? Vậy thì những cái lúc mà cảm thấy mệt mỏi hoặc có một cái điều gì đó buồn trong cuộc sống thì cái động lực của bạn là gì để bạn có thể vượt qua được? Thật sự là những cái động lực của em là gia đình. Mình cứ nghĩ đến những gì gia đình đã làm với mình thì em cố gắng là làm hết sức mình để đáp lại những gì gia đình đã dành cho em. Vậy thì trong suốt khoảng thời gian như vậy là tính từ năm 2003 cho đến bây giờ cũng là 11 năm rồi, là Khoa là theo đuổi với bơi lội, gắn bó với bơi lội. Vậy thì có một cái kỷ niệm nào đẹp, kỷ niệm nào mà Khoa nhớ nhất trong cái quá trình tập luyện hay là đi thi đấu trong những chuyến đi của mình không? Thực sự là có một cái kỷ niệm đối với em là từ đó tới giờ em vẫn làm lại cái đó. Là những cái lúc mà mình bơi mệt, cảm giác là tay không nhấc lên nổi. Nhưng mà lúc đó trong đầu mình là chỉ hiện về gia đình thôi, gia đình với thầy cô ở nhà, nên cứ cố gắng. Tới giờ em vẫn cố gắng giữ cái khoảnh khắc đó để em thực hiện những cái pha về đích của mình. Để nó làm mình không biết mệt mỏi lúc đó nữa. Hiện nay thì được biết là bên cạnh việc vẫn duy trì cái việc tập luyện và thi đấu thì Khoa còn đảm đương một cái vai trò khác, đó là dạy cho các em bị
khuyết tật và cả trẻ bị thiểu năng nữa, đúng không? Dạ. Vậy thì Khoa cho Vy Anh hỏi là khi mà dạy các em đó thì mình cần phải có những cái kỹ năng gì đặc biệt khác so với những dạy với những đứa trẻ bình thường? Dạ, thực sự thì dạy những cái bạn vậy thì mình phải có một cái tính nhẫn nại cao, với lại mình phải hiểu được người ta. Thật sự mỗi bạn là mỗi tính, không ai giống ai. Nhưng mà suy cho cùng thì họ cũng như những đứa trẻ thôi chứ không có gì khác. Chắc là có những học trò còn lớn tuổi hơn cả Khoa nữa hả? Hay như thế nào? Dạ có những anh hôm năm nay đã 45 hoặc gần 50 tuổi rồi. Nhưng mà vẫn chỉ như những đứa trẻ nên thật sự thì cũng hơi khó. Mà mình cũng kiên trì thì nó cũng sẽ qua. Nhưng mà mình sẽ tiếp cận với những bạn đặc biệt như vậy như thế nào? Và Khoa có nghĩ là bản thân Khoa cũng đã trải qua nhiều thứ rồi thì Khoa sẽ có sự đồng cảm hơn và dễ tiếp cận với những người như vậy hơn hay không? Thật sự em nghĩ trong đầu là giờ mình dạy cho những người bị thiểu năng trí tuệ, bản thân mình đã khuyết tật rồi, mình giờ mình giúp người ta thì mình cứ, nếu mà mình làm được thì mình cứ làm để cho người ta có một cái môi trường để người ta có thể vận động được. Lại thì nếu mà khi dạy những anh đó thì để tiếp cận ảnh thì cứ mấy ảnh vui thì mình mua một bịch kẹo lên cho mấy ảnh là mấy ảnh vui rồi. À vậy hả? Là bắt đầu mình nói mấy ảnh là mấy ảnh xuống mấy ảnh làm, mấy ảnh lên mấy ảnh lấy kẹo rồi mấy ảnh đi về. Vậy thì Khoa thường dùng những cái cách gì để mà động viên, để mà có thể sốc dậy cái tinh thần của những bạn, những anh mà có một cái hoàn cảnh đặc biệt như vậy để có thể tiếp tục tập luyện, hoặc là có những bài tập mà đối với họ, họ cảm thấy họ không làm được, thì mình là một người thầy thì mình sẽ động viên bằng cách nào? Dạ thực sự thì cái đó cũng tùy lúc. Có những lúc mình sẽ khích lệ người ta, mình sẽ đi kế bên người ta để thúc đẩy người ta cố gắng tiến lên phía trước. Còn có những trường hợp là em phải phạt, ví dụ như là cho bơi lại bài đó hay là cho tập lại từ đầu, là tùy trường hợp. Và công việc đó đem đến niềm vui cho bạn chứ, mặc dù sẽ khó khăn hơn. Dạ thực sự vui, mỗi ngày tiếp xúc với mấy ảnh thì mình hiểu được mấy ảnh mấy chị hơn. Với lại mình cảm giác là mình dạy cho mấy ảnh thì mình giúp được cho xã hội này nhiều thứ nên mình cũng cảm thấy là mình vui. Và bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta hãy đến với một lớp học bơi tại câu lạc bộ IQ Quận Nhất. Trưa thứ hai và thứ sáu hàng tuần, câu lạc bộ bơi lội IQ dành thời gian cho một lớp thật đặc biệt. Cả thầy và trò đều đặc biệt. Võ Huỳnh Anh Khoa cùng hai thành viên khác của bơi lội Thành phố Hồ Chí Minh là Nguyễn Hồng Lợi và Lương Minh Đăng chịu trách nhiệm dạy bơi cho gần 20 học viên mắc hội chứng đau, thiểu năng trí tuệ và tự kỷ. Trưa nắng gay gắt nhưng không khí buổi tập được bắt đầu với nhiều tiếng cười, niềm vui và cả những lời động viên. Khởi động rồi xuống nước, tất cả đều là những việc hết sức bình thường đối với những ai học bơi. Nhưng với những người không may mắn phải chịu những khiếm khuyết như các học viên ở lớp này thì hoàn toàn khác. Để hiểu và làm theo những hướng dẫn của các huấn luyện viên, những học viên này cần có thêm nhiều thời gian, sự tận tụy bằng cả con tim thấu hiểu. Thì đa số các cháu chứ không phải là riêng là con của chị rất là tiến bộ. Nhiều khi lúc trước các em nó thụ động, có những em nó tới hồ bơi nó không dám xuống, chỉ ngồi trên thành hoặc là đứng dưới thành hồ thôi. Nhưng mà sau đó từ từ các em nó phát triển lên, nó đi từng bước. Có như là rồi thầy Khoa sẽ hướng dẫn cho các em nó bơi từ từ. Rồi có những em nó chỉ mới vừa đi thôi chứ chưa được bơi được. Rồi sau đó thì từ từ các em nó sẽ dạn dĩ lên. Nó thì nó đi bơi thì đương nhiên nó thích hơn. Tại vì nó có nước, nó làm cho nó thoải mái hay sao, chị không thấy, nhưng mà nó thích bơi hơn. Nó về thì nó cũng thấy nó, mình thấy nó ở nhà nó ít có quậy phá hơn.
tôi nghĩ rằng đó, giữa cái não bộ với lại cái hoạt động chân tay nó có liên quan nhau rất chặt chẽ. Thành ra để phát triển cái não bộ của những đứa trẻ như là con tôi đó thì nó cần phải vận động. Và lại cái vận động nó giúp cho cái sức khỏe nó tốt, nó không có bị béo phì, rồi nó năng động hơn. Lớp dạy bơi đặc biệt này đã hoạt động được khoảng 4 tháng và càng đáng trân trọng hơn khi biết rằng nó hoàn toàn miễn phí. Anh Khoa, Hồng Lợi là hai vận động viên bơi lội người khuyết tật của thành phố Hồ Chí Minh, đã đạt nhiều chiếc huy chương ở các giải đấu lớn. Hơn ai hết, thấu hiểu được những thiệt thòi khi cơ thể không may mắn chịu một khiếm khuyết nào đó. Và cũng chính những con người như Khoa và Lợi càng hiểu rõ hơn sức mạnh kỳ diệu của liều thuốc thể thao. Con đường đã mang đến cho họ niềm tin, hy vọng và một điểm tựa vững chắc trong cuộc sống. Các thầy cũng có cái sự đồng cảm với các em. Thứ hai nữa, các thầy cũng có thể biết rằng là các em rất cần cái môn thể thao này. Cho nên là các thầy sẽ cố gắng bằng mọi cách để truyền đạt những cái kinh nghiệm của mình, cũng như là cái kiên nhẫn trong cái hoạt động giảng dạy đó. Thành ra tôi thấy các em có cái tiến bộ. Thì có thể nói đây là một cái lớp học mà tôi mỗi tuần tôi tới, tôi dẫn con tới đây, tôi đều có thấy một cái tình cảm giữa thầy trò rất là đặc biệt. Hướng dẫn và tập cho các bạn bị thiểu năng này bơi thì có những cái khó khăn thì là các em chậm hiểu và các em hay quên. Thì em và Khoa và Đăng thì nói chung là hướng dẫn đi, hướng dẫn lại từng ly từng tí một, đến khi nào mà các bạn nhớ thì thôi, và phải nhắc nhở các bạn và phải vui đùa với các bạn, không được hấp tấp hay là thế nào đó. Mình phải hướng dẫn từng ly từng tí một và chậm chạp và nhắc đi nhắc lại nhiều lần để cho các bạn nhớ và các bạn đã bơi. Khoa với anh Lợi thì cũng là vận động viên nên mấy cái kỹ thuật bơi của anh, nên anh Khoa với anh Lợi cũng rành, nên anh Khoa biết được điểm yếu hay điểm mạnh nào của mấy bạn ở trong lớp, anh Khoa có thể chỉ lại. Tuổi đời trẻ trung, tự tin và được rèn luyện tốt, anh Khoa, Hồng Lợi còn nhiều cơ hội để đoạt thêm những tấm huy chương cho mình. Nhưng với những chàng trai như Khoa, Lợi, họ hiểu giá trị cuộc sống không chỉ là được ghi tên lên bảng vàng, mà còn là cống hiến, tạo niềm tin cho những số phận khác kém may mắn hơn mình. Chúng ta thấy là những gì mà anh Khoa đạt được ở trong cuộc sống thì có thể cho chúng ta nhận ra là thể thao đã làm thay đổi cuộc sống của bạn, hay nói chính xác hơn là thay đổi cách sống của bạn. Bạn có nghĩ là như vậy hay không? Dạ có, thực sự thể thao thay đổi cuộc đời em rất nhiều. Nhờ thể thao mà thực sự em có thể đi lại được, có thể được như ngày hôm nay thì em cũng rất cảm ơn. Và bạn có nghĩ là chính những cái sự cố gắng nỗ lực của bạn, những thành tích bạn đạt được cũng như là cái công việc rất có ý nghĩa khi mà bạn đang truyền dạy những cái kinh nghiệm giúp cho rất là nhiều người cũng đang ở trong một cái hoàn cảnh bệnh tật như vậy, có thêm một cái nghị lực sống, truyền cảm hứng đến cho những bạn khác, những người mà có cơ thể yếu như vậy, để có thêm niềm vui, có thêm cái sự quyết tâm để có thể giúp cho cuộc đời tươi đẹp hơn. Có bao giờ bạn nghĩ mình cũng chính là một cái người có thể nói là cũng có thể ảnh hưởng và cũng là một cái nguồn cảm hứng cho những người mà đang gặp những cái khó khăn ở trong cuộc sống, lấy đó làm nghị lực để tiếp tục vươn lên không? Dạ, thực sự em không bao giờ nghĩ vậy, tại vì em cứ suy nghĩ bình thường thôi. Ví dụ như giờ mình khuyết tật mình thì mình cứ nghĩ là mình như một người bình thường đối với cuộc xã hội này, thì những gì mình làm thì cũng như bao người khác làm, thì mình người ta làm được thì mình cũng làm được. Nên mình cứ cố gắng làm thôi, chứ em không bao giờ nghĩ là em sẽ thành một tấm gương để xã hội noi theo hay gì. Quan trọng là mình cứ sống tốt đi đã, đúng không? Dạ. Dạ. Rồi, vậy thì cái mong ước lớn nhất của Khoa lúc này là gì? Dạ, sự mong ước lớn nhất của em lúc này là giúp đỡ được cho người khuyết tật như tụi em có thể giúp đỡ được cho xã hội sau này. Rồi, xin cảm ơn Khoa rất là nhiều đã nhận lời tham gia với chương trình. Và cũng thay mặt những người thực hiện chương trình Vòng Nguyệt Quế, xin chúc Khoa sẽ có thật nhiều sức khỏe và cũng sẽ tiếp tục có những
có thêm những cái điều kiện để giúp đỡ cho những cái bạn cũng đang ở trong hoàn cảnh như bạn và cũng như là những người đang bị thiểu năng trí tuệ để có thể tìm đến thể thao, tìm đến bơi lội để có thể thay đổi cuộc sống của mình, để giúp cho cuộc sống của mình tươi đẹp hơn. Xin cảm ơn Khoa rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì 30 phút thời lượng của chương trình Vòng Nguyệt Quế xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin kính chào tạm biệt.